À, chúng ta sẽ đi qua một cái bài phải không nào? Bài này là bài gì? Bài tổng hợp những cái điểm ngữ pháp, tổng hợp những cái từ vựng mà chúng ta đã học trong toàn bộ cái unit 8, phải không nào? Trong chủ đề 8, chủ đề của bài 8. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua là unit 8 tourist lesson 6 looking back. Các con sẽ đi qua phần looking back. Trong phần này cô sẽ đi lại về phần vocabulary and grammar, pronunciation, không nào? Phần này là cái phần tổng hợp. Và phần này là gì? Là phần quyết định có ở trong những cái đơn vị, ở cái chủ đề mà chúng ta đã học, tổng hợp lại hết, không nào? Ok. Now look at the pictures and name it accordingly. Trong phần này người ta yêu cầu chúng ta làm gì? Nào cô mời bạn Gia Minh. Phần này yêu cầu làm gì con? Gia Minh. Chúng ta sẽ quan sát những bức tranh, không nào? Và sau đó chúng ta sẽ lấy những cái từ mà cô cung cấp ở phía trên và chúng ta sẽ đặt, đúng không? Gắn vào cái bức tranh. Ok, now, grab base on ancient towns, great Rome, Tử Cấm Thành, Sơn Đông, the capital of Huế. Ok, now, who can answer? Now, Peter Wands. Nguyễn Ngọc Vân. Now, ok, Peter Wands. Ok, now Nguyễn Vy please. Nguyễn Vy. Now, what word can you meet? Từ nào mà con có thể điền vào? Bitter ones. Ok. Now look at. Look at it clearly. Nhìn vào nó một cách gì? Rõ ràng vào, không nào? Now look at it carefully. Nhìn nó vào một cách cẩn thận nè. Và chúng ta sẽ đặt những cái từ này vào đúng vị trí của nó. Now, who can answer my question? Ai có thể, ai xung phong nào? Xung phong trả lời cho cô nào. Now, ok. Now, Đỗ Thái Hà, please. Ok. Đỗ Thái Hà, please. Ok. Chúng ta nhìn vào bức tranh này mà chúng ta can't guess. You can't guess. Ok. Chúng ta không thể đoán ra được à? Now, ok. Now, who? Now, who can mess? Ai có thể đoán cho cô nào? Ai có thể nối cho cô nào? Ok. Now, Nguyễn Đạt nào? Nguyễn Đạt. Ok. No answers. Gia Huy, Gia Minh, Gia Minh. No answer? Okay, now. Now, okay, now. On the glass, look at this. Bitter ones. The capital of Huế. Chúng ta thấy đây là gì? Đây là cố đô Huế. Phẩm nào? Nhìn vào chúng ta thấy là gì? Đây là phong cách những ngôi nhà cổ xưa. Phẩm nào? Cô gọi là the capital of Huế. Cố đô Huế. Phẩm nào? Okay, now, number two. Now, who can answer my question? Number two. Yes, number two. Now, Nguyễn Vũ, please. Number two. Okay, great one. Good job. Giỏi quá, đúng không? Great one. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy là đây là một gì? Đây là cái gì đây nha? Cái gì mà nổi tiếng, một trong những kỳ quan của thế giới mà nó nổi tiếng ở Trung Quốc? Đó là gì nha? Vạn Lý Trường Thành. Phải nào? Okay, thank you. Good job. Chúng ta tuyên dương bạn Vũ nào. Ok. Now, number three. Now, Nguyễn Vân, please. Ok. Sơn Đông. Đây là cái đồng Sơn Đông mà cái phần skill 1 tiết trước cô đã dạy cho chúng ta, phải không nào? Ok, chúng ta đã tìm hiểu về cái đồng Sơn Đông này rồi. Ok. Yes, good job. Thank you. Now, number four. Now, who can answer my question? Number four. Now, cô mời bạn nào xung phong nào. Number four. Now, Mỹ Sang, please. Ok, Nguyễn Sang, please. Nguyễn Sang, please. Oh, Ancient Tower. Cái này chúng ta thấy nó giống cái phố cổ Hội An không nha? Ok, có những cái ngôi đèn lồng nè, những ngôi nhà cổ.
Good job. Thank you. Giỏi quá. Okay. Now number five. Number five. Now who can answer my question? Number five. Now number five. Now only Nguyễn Vân. Mỗi mình bạn Nguyễn Vân volunteer. Mỗi mình bạn Nguyễn Vân giơ tay thôi à? Còn bạn nào nữa không nhỉ? Nào chúng ta tập trung cùng hợp tác, đúng không? Để tiết học sôi nổi thì toàn bộ phải tập trung vào, phải chưa? Chúng ta trả lời correct, incorrect, đúng hay sai không cần thiết. Nhưng mà sau đây ta phải mở mồm ra, không nào? Mở miệng ra để ta nói được tiếng Anh. Học tiếng Anh là gì? Vừa nói được, sao? Vừa sử dụng được cái điểm ngữ pháp, vừa sử dụng được những cái từ vựng. Được chưa nào? Cho nên là toàn bộ là phải nói bằng tiếng Anh hết cho cô. Ok. Yes. Now who can volunteer? Ai xung phong nào? Only Nguyễn Vân. No no. Ok. Now. Now cô mời bạn Now ok. Nguyễn Vũ please. Nguyễn Vũ please. Ok. Now. Ok. Tử Cấm Thành. Yes, good job. À, cô thấy là trong giai đoạn mấy tiết vừa rồi, cô thấy là bạn Nguyễn Vũ là rất có cố gắng, đúng không? Try your best, rất là cố gắng, phải không nào? Cho nên là chúng ta cần phải theo cái gương bạn Vũ nè. Rất là cố gắng, cô hỏi câu nào bạn đều trả lời được. Nghe chưa? Ok, thank you. Now, the last picture. The last picture. Yamin, please. Now, Yamin, please. The last picture. À, đó là therapy. À, therapy. Ok, thank you. Ok, now listen to me again. The capital of Huế, a great worm, Sơn Đồng, an ancient town, Tử Cấm Thành, Carapace, right? À, như vậy chúng ta quan sát những cái tranh và chúng ta biết được những cái nơi nào, phóng nào, nó có những cái đặc điểm gì thì chúng ta nối những cái từ đó vào. Ok, now you can check now. Nào, các con viết những cái từ này vào vở cho cô. Và cô hy vọng là trong khi cô vừa nói, phóng nào, chúng ta vừa trò chuyện thì chúng ta vừa viết bài. Ok? Yes. Ok, be with. Nhanh lên các con ạ. Bây giờ chúng ta thống nhất là cô vừa giảng, các con vừa nghe vừa chép. Đúng không? Vậy cho nó nhanh đi. Bởi vì là chúng ta là đang ở trong cái giai đoạn là lớp lớn nhất khối rồi. Phóng nào? Cho nên là cái tốc độ của chúng ta làm việc nó cũng sẽ nhanh và nhạy hơn so với các lớp đàn em. Ok. Gia Huy bật camera lên con. Gia Huy sao camera con vẫn để và tắt nè con. Nguyễn Vũ bật camera hết lên cho cô đi. Không hoạt động hả? Ok. Nguyễn Vũ. Rồi ok ok. Rồi Nguyễn Vũ thì sao? Nguyễn Vũ ơi. Okay. Okay, now go on. Go on. Now, fill its gaps with a word from the part to complete the passage. There are two extra words. Now, chúng ta sẽ đi qua phần từ vựng giống như cái đầu bài cô đã giới thiệu rồi, phải không nào? À, phần này chúng ta sẽ ôn lại về từ vựng cái đã. Sau đó chúng ta sẽ đi qua phần ngữ pháp và cuối cùng là chúng ta sẽ đi qua phần pronunciation của trong cái đơn vị tổng hợp của cái bài này. Phải không nào? À, phần này người ta nói sao nào? Fill its gap with a word from the book to complete the passage. There are two extra words. Now who can? Who can translate it into Vietnamese? Nào, bạn nào có thể dịch cái yêu cầu của bài này ra tiếng Việt cho cô? À, yêu cầu trong phòng này là gì? Dùng những cái từ trong cái hộp này để điền vào chỗ trống. Và trong cái phần này, there are two extra words, có hai từ thừa. Có nghĩa là gì? Họ cho mình có hai từ thừa. Không nào? Hai từ dư ra đấy. Cho nên là chúng ta sẽ chọn cái từ nào sao cho phù hợp. Đầu tiên, chúng ta có từ touring. Vậy từ touring này có nghĩa là gì? Safaris, breathtaking, experience, tickets, holiday, expedition, travelers. Ok, now, như vậy chúng ta thấy cái từ sabrin này có nghĩa là gì các con? Now, sabrin có nghĩa là gì? À, cô mời bạn Nguyễn Sang. Sabrin có nghĩa là gì con?
À, như vậy Sabri này là thám hiểm. Còn Turin là gì nào? Turin là gì nào? Cô mời bạn Yến nào? Bạn Yến nào? Bản đồ. Còn từ Turin là gì? Từ Turin là gì? Now, what does it mean? Now, Turin, what does it mean? Nghĩa của nó là gì nào? Turin. Now. Thank you. Now mời bạn Phát nào. Okay. Phát. Okay, thank you. Good job. Now break talking. Break talking. Okay, now who can? Now break talking. Who can? Now? Who can volunteer? Now, ai xung phong nào? Break talking. Okay, now? À, Phát nào? Now? Speak loudly. Nói lớn lên cho cô nghe ngay. Ngoạn mục. Okay, experience. Thank you, experience. Cô mời bạn Hà Mỹ. Now, Hà Mỹ, experience. Now, experience. Hà Mỹ. À, thám hiểm, phải không nào? Trải nghiệm, ticket. Ticket này là vé. Holiday là gì? Kỳ nghỉ. Okay. Expedition, đây cũng là thám hiểm, phải không nào? Travelers. Travelers là người đi du lịch. Okay. À, chúng ta nghe cô đọc lại những cái từ này một lần nữa nào. Turin, Cyprus, Red Token, Experience, Tickets, Holidays, Expedition, Travelers. Okay, now listen to me carefully. Lắng nghe cô đọc bài và sau đó chúng ta chọn lựa những cái từ này để điền vào chỗ trống. Okay. If you dream of getting close to the wild sides of the natural world, then zone in our wildlife tours. We offer classes, wildlife, exciting family holidays, and tailor-made holiday out adventure to a bigger range from a week. Keener to the ultimate American adventure traveling from south to east, a bigger over 1 month. Perfect for family, groups of friends, or solo our safari holidays aim to offer you an incredible wildlife. And remember, nothing gets your head beating faster than hearing lion roar at night. Okay. Now, chúng ta nói sao nhỉ? Nếu bạn muốn gì đây? Nếu bạn muốn được tới gần hơn nữa với sự hoang dã của thế giới tự nhiên. Okay. Này, nếu bạn muốn hoặc là nếu bạn mơ getting close, đến gần hơn nữa với thế giới hoang dã với động vật vật hoang dã của với thế giới tự nhiên. Phóng nào? Okay. Nếu bạn muốn được tới gần hơn nữa với sự hoang dã của thế giới tự nhiên, hãy sao đây? Hãy sao đây các con? À, hãy tham gia wildlife tour của chúng tôi. Đây, bây giờ chúng ta xem này nha. Đầu tiên chúng ta phải nắm được cái nội dung cái bài đã, sau đó chúng ta mới xem là ta thiếu cái từ gì ta mới điền vô. Phóng nào? Nếu bạn muốn đến gần thế giới động vật hoang dã tự nhiên, phải không nào? Thì hãy tham gia cái tour wildlife của chúng tôi. À, như vậy nhìn vào đây, thoạt nhìn là chúng ta thấy đây là một cái gì đây? Đây là một cái tạp chí du lịch, phải không nào? Quảng cáo để chúng ta đi nghỉ mát, phải không nào? Okay. If you dream of getting close to the wild side of the natural world, then join in our wildlife tour. Không nào? Okay, tiếp tục nào. We offer classic wildlife. Now, okay. À, nếu mà bạn muốn đến gần hơn nữa với sự hoang dã của thế giới tự nhiên, hãy tham gia wild tour của chúng tôi. Chúng tôi có chuyến đi hoang dã cơ bản, các cuộc thám hiểm kỳ thú. À, như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền từ gì? Chúng tôi sẽ gì đây? Có cái chuyến đi cơ bản. Vậy thì cái chuyến đi hoang dã cơ bản này thì chúng ta sẽ dùng từ gì? Từ gì mà là cơ bản nào? Hả? Chúng tôi sẽ cung cấp cái chuyến đi hoang dã cơ bản. Vậy từ cơ bản chúng ta sẽ có từ gì? Safari. Phải không nào? Được chưa nào?
À, chúng ta sẽ dùng từ say phrase. Ok. Rồi, tiếp tục nè. Cô sẽ phân tích nha. Và sau đó chúng ta sẽ nhận định và điền vào. Đây là cái từ mẫu đầu tiên cô làm giúp cho các con. Và bắt đầu từ câu số 2, 3, 4, 5. Number 2, number 3, number 4, 5. Các con phải tự làm. Được chưa? Ok. Now, exciting family holidays and tailor-made holidays. Now, exciting. Exciting. À, như vậy chúng ta thấy là các kỳ nghỉ gia đình và các kỳ nghỉ tùy chọn nữa. Rồi, các kỳ nghỉ gia đình và các kỳ nghỉ tự chọn nữa. Exciting family holidays and tailor-made holiday. Đây là kỳ nghỉ tự chọn. Phải không nào? Ok. Our adventure to a bigger range from a week. Nào, chỗ này chúng ta nói sao? À, các kỳ phiêu lưu của chúng tôi tới châu Phi kéo dài từ một tuần quanh Kenya cho tới hành trình khám phá châu Phi. Từ Nam cho tới gì? Đông Phi trong vòng hơn một tháng. À, chúng ta thấy là gì? Cái kỳ nghỉ này nè, đúng không? Sao đây? Phiêu lưu của chúng tôi, cái kỳ nghỉ phiêu lưu của chúng tôi tới châu Âu nó kéo dài một tuần quanh Kenya cho tới hành trình khám phá châu Phi từ Nam cho tới Đông Phi trong vòng hơn một tháng. À, chúng ta xem nha. Kéo dài cuộc hành trình từ Nam cho tới châu Phi trong vòng hơn một tháng. Perfect for family. Rất là tốt cho những gia đình. Phải không nào? Groups of friends. Hoặc là trong một cái nhóm, hoặc là những người bạn, hay là đi solo. Solo là chỉ đi du lịch chỉ có một mình thôi. À, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ suy nghĩ xem chúng ta sẽ quyết định chọn từ gì vào. Rồi, gì nữa nào các con? Solo là cá nhân đó con. Được chưa? Rồi, các kỳ nghỉ đi săn của chúng tôi muốn mang lại một việc không nào hơn là việc nghe. Các kỳ sĩ đi lang thang là để trải nghiệm về cuộc sống hoang dã cho bạn. Vậy thì những cái kỳ nghỉ này không nào, kỳ nghỉ cơ bản này nè, được chưa, là chúng ta muốn trải nghiệm một cuộc sống gì? Hoang dã. Một cuộc sống hoang dã. Và hãy nhớ là không gì khiến bạn tim bạn đập nhanh hơn là việc nghe cái tiếng con sư tử gầm rú vào đêm. Được chưa? Đây. And remember, nothing gets your heart beating faster than hearing lion roar at night. Không gì cái tim mình đập mạnh nè khi mà chúng ta nghe cái tiếng gì? Sư tử gầm rú vào đêm. Ok. Như vậy chúng ta đã hiểu cái nội dung bài này chưa? Rồi. Bây giờ là đến phần các con. Ok. Number one, I give you model. Cô đã gửi cho con gì? Cái mẫu rồi. Tiếp tục. Bây giờ number two, three, four, five. Các con phải điền vào chỗ trống cho cô. Ok. You have a 2 minutes to do them. Các con chỉ có 2 phút để làm bài tập này thôi nhé. Phải không nào? À, vừa rồi là chúng ta đã điền vào rồi. Number one, chúng ta sẽ điền là Cyprus or expedition. Yes. Number two, expeditions, Cyprus. Number three, holidays. Number four, tourists. Number five, travelers. Now the last, experience. Right? Okay. Yes, do you understand? Ok. À, trong phần này là cô thấy là có rất là nhiều bạn đã có cố gắng, không nào, cùng nhau hợp tác và làm hoàn thiện cái bài tập này. Ok. Now, anything question to ask me? À, có những câu hỏi nào để hỏi cô không? Do you understand? Hiểu chưa nào? Chúng ta hiểu chưa? Ok. Now, à, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái điểm nữa. Mà cái điểm ngữ pháp này cô nghĩ là nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy là gì? Môn tiếng Anh nó, cái từ ngữ của nó rất là phong phú. Một từ mà chúng ta, nó có thể biến thể nhiều loại từ.
Ví dụ động từ, tính từ, danh từ. Phải không nào? Một từ nhưng mà chúng ta thấy nó có nhiều loại từ. Vừa là động từ, vừa là tính từ, vừa là danh từ, vân vân. Ok. Phải không nào? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học về một số từ mà danh từ nó gọi là danh từ ghép. Phải không nào? Và danh từ ghép này chúng ta sẽ làm bài tập. Không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên bảng xem thử cái danh từ ghép này như thế nào. Ok. Now, form compound nouns from the following words, then fill the gap to complete the sentence. À, trong phần này, các con sẽ dùng những cái từ cô cho. Không nào? Để làm gì? Nào, ai có thể nói cho cô cái mục đích của cái phần 2 này là gì? Nào, cô mời bạn Đặng Huy Hoàng. Mục đích của phần 2 này là gì con? Đặng Huy Hoàng. Người ta yêu cầu chúng ta hoàn thành những cái danh từ ghép, phải chưa? Với những cái từ cho sẵn này. Sau đó sao đây? Ghép những cái danh từ ghép đó để điền vào những cái từ trong này. Được chưa nào? Ok. Nào bây giờ bước đầu tiên thì các con sẽ làm cái danh từ ghép cho cô. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ ghép. Nào bây giờ chúng ta thấy ta ghép nha. Ghép. Rồi, bây giờ các con ghi cho cô. Yes, less. Less, yes, less. Yes, less. Đây, yes nè. Yes nè, các con sẽ ghép cho cô less. Rồi, yes, less. Thế thì bây giờ cô nói nếu mà cô đi máy bay chẳng hạn. Cô đi máy bay liên tục mà trong quá trình cô đi máy bay cô cảm thấy người nó mệt mỏi, phải không nào? Thì như vậy cái từ yes, less này có nghĩa là gì? Nào, cô mời bạn Thanh Nhàn. Thanh Nhàn. Từ yes, less này có nghĩa là gì con gái? Thanh Nhàn. Cô đi máy bay, phải không nào? À, cô cảm thấy là mệt mỏi sau những cái chuyến máy bay dài như thế. Phải không nào? Cô dùng cái từ yes, less để nói rằng cô mệt mỏi như thế nào. Vậy thì yes, less này có nghĩa là gì? Nào, what does it mean? Nào, cô mời bạn Thanh Nhàn. Thanh Nhàn ơi, cô mời con. Sao nhỉ? Đi tàu thì chúng ta có say tàu. Đi xe, ta mệt mỏi thì chúng ta có là say xe. Đi trên biển thì chúng ta nói là say sóng. Vậy đi máy bay thì chúng ta gọi là say gì nhá? Say gì con? À, thank you, có mời bạn Tâm Nhi. Tâm Nhi. À, gọi cái này là cô gọi là say gì con? À, say máy bay, phải không nào? Như vậy cô gọi là bị mệt mỏi thì cô gọi là say máy bay, phải không nào? Mệt mỏi là cô gọi là bị gì đấy? Say máy bay. Say máy bay. Các con ghi tiếng Việt vô cho cô nha. Yes, let's. Là say máy bay. Say máy bay, phải không nào? Say máy bay. Ok. Nào, ok, và chúng ta sẽ ghép tiếp nha. Các con sẽ có từ gì nữa? Từ này gì đây? Check. Check. Các con sẽ ghép cho cô với từ out. Đây. Chúng ta có từ check out. Check out. Nào, check out. Vậy thì từ check out này bây giờ cô nói nào. Khi mà cô tới một cái khách sạn, cô đăng ký, bây giờ cô phải trả phòng trước 12 giờ trưa. Nếu cô không trả phòng trước 12 giờ trưa thì khách sạn đó sẽ sao? Sẽ tính luôn vào ngày hôm sau. Thay vì cô trả 12 giờ trưa thì hôm nay cô đăng ký nè, và 12 giờ trưa hôm sau cô trả phòng. Mà nếu qua cái giờ 12 giờ trưa hôm sau thì khách sạn đó nó sẽ tính là thay vì một ngày một đêm phẩm nào thì khách sạn đó nó sẽ tính là qua ngày thứ hai rồi, hai ngày rồi. Vậy thì cái từ check out này có nghĩa là gì? Nào, check out có nghĩa là gì con? Nào, who can answer my question? Từ check out có nghĩa là gì? Nào, bạn nào có thể trả lời cho cô? Cô mời Phát nào, check out có nghĩa là gì? Check out này có nghĩa là gì? Trả phòng. Trả phòng. Phẩm nào, chỗ này cô nói là trả phòng. Rồi, check out có nghĩa là trả phòng. Ok, check out có nghĩa là trả phòng. Rồi, go on.
Rồi, và chúng ta ghép nữa. À, các con ghép cho cô thêm một cái từ nữa là stop. Stop. Stop này cô ghép với từ over. Right, stop. Stop này cô ghép với từ over. No. Stop này cô ghép với từ over. Như vậy bây giờ như thế này. Cô bay từ, cô muốn từ đây cô ra Hà Nội. Mà bây giờ người ta không, cái chuyến bay nó không bay thẳng tới Hà Nội, mà nó dừng lại ở Đà Nẵng. Sau đó ở Đà Nẵng cô lại bay tiếp ở đến Hà Nội. Vậy thì cái chỗ này cô gọi là gì? Cái chỗ mà đáp dừng lại cô gọi là gì? Cô mừng. À, như vậy chỗ stop over này cô gọi là gì? À, trung chuyển. Phải không nào? Trung chuyển. Được chưa nào? Như vậy con dùng cái stop over này là gọi là trung chuyển. Trung chuyển. Chạm trung chuyển ấy. Phải không nào? Chúng ta sẽ đi nhưng mà chúng ta dừng lại ở Đà Nẵng và sau đó chúng ta mới bay tiếp ở Hà Nội thì cô gọi là dừng lại cái trạm trung chuyển. Ok. Now go on. À, chúng ta sẽ có cái từ gì nữa nha? Sun, sun đâu nhỉ? Sun. Cô kết nối với ấy glassy. Sun glassy. Sun glassy. À, sun glassy. Sun glassy. Các con thấy cô đang đeo kính gì đây? Đeo kính gì đây? À, kính này là kính cận, kính viễn đúng không? Thế thì khi mà cô đi nghỉ mát chẳng hạn, à, để tránh ánh nắng rơi trực tiếp vào mắt cô, thì cô thay một cái kính, kính đen chẳng hạn. Cái kính đen đó thì cô gọi là, ngoài gọi là kính đen ra, cô sẽ gọi là một cái gọi là kính gì? Kính gì các con? À, sunglassy, ok. Nhưng mà sẽ là kính gì? Translate it into Vietnam. À, kính râm, good job. À, chúng ta sẽ gọi là kính râm. Kính râm. Kính râm. Ok. Yes. Now go on. Holiday marker. Từ holiday. No. Đây, các con thấy từ holiday không? Cô kết hợp với từ marker. Holiday. Holiday. Marker. Now, holiday marker. Từ holiday này cô kết hợp với từ marker. Như vậy, nhìn cái holiday là ta biết là nó liên tưởng đến cái ngày nghỉ rồi. Vậy thì kết hợp thêm cái từ marker này thì có nghĩa là gì? Nào. Now, who can answer my question? À, chúng ta có từ travelers là người đi du lịch. Nào, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là cái từ holiday mà cô kết hợp với từ marker. À, bây giờ nó chuyển thành cái gì? Now, who can answer my question? Holiday marker. Ok, nào cô mời Pháp please. Cô mời bạn Pháp. À, như vậy cái từ holiday marker này nó cũng hơi na ná giống như từ travelers. Phải không nào? Người đi nghỉ. Người đi nghỉ. Phải không nào? Rồi, các con ghi cho cô. Người đi nghỉ. Người đi nghỉ. Người đi nghỉ. Ok. Người đi nghỉ. Now. Now the last. The last word. Take off. Take. Take. Cô nối với từ off. Take off. Now, you can take now. Take off. Và có cái gạch nối nha. Take off. Vậy thì từ take off này gì nhỉ? Ok, vậy từ take. Bây giờ cô nói nè, do cái thời tiết nó xấu quá. Thời tiết nó xấu quá. Cho nên là cả buổi sáng bây giờ là không có cái máy bay nào bay được hết. Phải không nào? Mà không có cái máy bay nào cất cánh hết thì cô phải dùng cái từ gì nè? Từ gì đây? Take off. Vậy từ take off là gì? Không có chuyến bay nào cất cánh. Phải không nào? Thì cô nói là cô nói là gì? Chỗ này cô gọi là cất cánh. Phải không nào? Cất cánh. Cất cánh. Sự cất cánh. Như vậy trong lúc này không có cái máy bay nào cất cánh cả. Được chưa nào? Vậy thì đó là một trong những cái từ ghép mà cô ghép cho các con. Phải không nào? Để chúng ta làm cái gì? À, làm cái mục đích để chúng ta điền vào cái đoạn văn này. Bây giờ chúng ta xem nè. Jet lag là say máy bay. Check out là trả phòng. Stop over, trung chuyển. Sunglassy là kính râm. Holiday marker là người đi nghỉ. Và check off là sự cất cánh. Phải không nào?
Ok. Nào bây giờ chúng ta, sau khi chúng ta nắm được những cái từ mà cô ghép như vậy rồi, bây giờ chúng ta lại quay ngược lại cái phần bài. Nào các con xem. Traveler who cross the Atlantic from New York to London often suffer from for a few days. Nào, chỗ này thì chúng ta sẽ điền cái gì? Nào, nào who can? Hành khách bay ngang qua Đại Tây Dương từ New York tới London thường bị mệt mỏi do chuyến bay trong vài ngày. Đây, hành khách bay đến từ Đại Tây Dương đến từ Đại Tây Dương qua New York đến London bị mệt mỏi sau cái chuyến bay dài ngày. Vậy thì bị mệt mỏi, bị say máy bay, ta dùng cái từ gì? Cô mời bạn Nguyễn Vi. À, chỗ này con phải dùng là jet lag. Right, good job, thank you. Được chưa nào? Chúng ta tự điền được không? Rồi, jet lag. Now number two. We would like to remind on guests that is at noon. Now number two. Chúng tôi xin lưu ý quý khách, giờ trả phòng là buổi trưa. We would like to remind on guests that is at night. Chúng tôi xin lưu ý quý khách, giờ trả phòng là buổi trưa. À, như vậy là cái gì là trả phòng nào? Này cô vừa mới phân tích từ ghép rồi. Nào, cô can answer my question. Nào, cái gì là trả phòng nha? Cô sẽ mời bạn, bạn nào nha? À, cô mời bạn Nguyễn Vân nào? Nguyễn Vân. À, đúng rồi, check out. Phóng nào, check out. Nào, Number three, we didn't fly directly to Australia. We had a one night in Singapore. Nào, cô mời bạn Gia Minh. Mời Gia Minh nhé. Gia Minh. Ok, stop over. Vậy thì sao nhỉ? Chúng tôi không bay thẳng tới Australia mà chúng tôi phải trung chuyển một đêm tại Singapore. Chúng tôi đã không bay thẳng tới Australia mà chúng tôi có một đêm phải là tại trạm trung chuyển ở Singapore. Ok, now number four. It is irritating that some movie star where they even the church. Now number four. Now who can answer my question? Number four. Now who can? À, thật là khó chịu vì một số diễn viên truyền hình đeo kính râm ngay cả khi ở trong nhà thờ. Thật là khó chịu. Irritating, thật là khó chịu. Khi mà một số diễn viên, some movie star, một số diễn viên truyền hình đã đeo kính râm ngay khi ở trong nhà thờ. Vậy thì chỗ này các con sẽ dùng từ gì? Very easy. Rất là dễ, không nào? Vậy thì con phải dùng từ gì đây? Nào, cô mời bạn Hương Giang. Hương Giang nào? Con dùng cái gì Hương Giang? Hương Giang. À, thật là khó chịu khi một số diễn viên truyền hình mang cái kính râm ngay khi ở trong nhà thờ. Vậy thì chỗ này con phải dùng là sunglasses. Phải nào? Sunglasses. Ok, go on. Someone who is away from home on holiday is một số người mà rời khỏi nhà để đi nghỉ mát thì chúng ta gọi người đó là người gì? À, chúng ta thấy này very easy, đơn giản phải không nào? Nào, who can? Nào, cô sẽ mời bạn Nguyễn Gia Huy. Nguyễn Gia Huy. Nào, ok, cô mời Nguyễn Gia Huy. Ừ, con trả lời cho cô đi. Number five. Someone who is away from home on holidays is a cái người mà đi xa nhà để nghỉ ngơi gọi là người đi gì? Good job, holiday marker. Như vậy chúng ta sẽ dùng là holiday markers. Now the last question. Now who can? Ai có thể xung phong cho cô? Nào, câu cuối cùng nào. Cô mời một bạn xung phong cho cô nào. Who can volunteer? Now who can? Who can? Now, who can? Ah, because of the bad weather, there was no from the airport this morning. Okay. Because of the bad weather,
that was not from the airport this morning? Okay, so who can? Now, who can? Now, who can answer my question? Yes, Tâm Nhi, please. Okay. Bởi vì thời tiết xấu cho nên không có cái gì, không có chuyến máy bay nào cất cánh vào sáng hôm nay. Phải không nào? Cho nên ở đây con dùng take over. Thank you very much. Okay, so now you can take note. Chúng ta viết bài và vở cho cô. Now, okay. Nào, bây giờ người ta yêu cầu chúng ta cũng loanh quanh về những cái từ ghép như vậy. Phải không nào? Chúng ta sẽ đi qua phần kế tiếp trong phần này. Người ta yêu cầu chúng ta làm sao? Lập danh sách những cái từ ghép sau. Sau đó chúng ta sẽ đặt câu và chia sẻ với những người bạn cùng lớp của mình, với những người bạn của mình. Và đây là một trong những cái từ mà cô muốn các em ghép. Thứ nhất chúng ta thấy có từ tour, return, shop, ticket, package, operator, tour, round, where, tip. Yêu cầu trong này chúng ta cũng gặp lập những cái từ ghép. Những cái từ ghép là những cái từ giống như hồi nãy cô vừa mới làm phần 2 ấy, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta suy nghĩ và chúng ta ghép như thế nào đây? Nào, người ta yêu cầu lập danh từ ghép phẩm nào từ các từ này, sau đó chúng ta đặt câu. Lập danh từ ghép ở cho sau đó các con sẽ đặt câu. Nào, các con sẽ có từ đầu tiên từ gì? Từ gì? Bây giờ con có là cái từ gì đây? Đây, các con ghi cho cô. Từ tour này cô sẽ ghép từ operator. Nào, tour, tour, operator, tour operator có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta có cái vấn đề gì vaccine thì hãy liên lạc với người điều hành tour của mình. Như vậy tour operator là người điều hành tour. Khi mà chúng ta đi du lịch phẩm nào, có cái vấn đề gì đó mà chúng ta cần liên hệ thì chúng ta liên hệ trực tiếp với cái người mà hướng dẫn viên cho mình, cái người mà điều hành cái tour mình đi du lịch đấy. Thì chúng ta sẽ có tour operator là người điều hành tour. Các em check note cho cô. Người điều hành tour. Tour. Điều hành tour. Chúng ta sẽ có từ người điều hành tour. Được chưa nào? Nào, đó là từ tour. Các con sẽ nối từ operator. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có từ package. Từ package này. Rồi, các con sẽ nối với từ nào? Nào, who can? Bây giờ cô cho từ package. Các con sẽ nối với từ nào trong này? Chúng ta sẽ ghép với từ nào? Cô mời bạn Gia Minh. Package, con sẽ ghép với từ nào trong phần này, Gia Minh? Okay, so, what does it mean? Package tour? Now? Okay, như vậy package tour có nghĩa là chọn gói. Chọn gói là như thế nào nè? Ai có thể nói cho cô? Cái từ chọn gói, đi du lịch chọn gói có nghĩa là gì con? Nào Gia Minh, giải thích lại xem. Chọn gói là gì? Tour du lịch chọn gói. Đúng rồi, nhưng mà cái chọn gói đó là nó bao gồm cái gì gì chứ? Ok, chọn gói là bao gồm nè, nơi đến nè, nơi mình đi tham quan nè, đúng không? Bao gồm cái khách sạn nè, bao gồm mình ăn uống nè, được chưa? Địa điểm mình tham quan nè, ăn uống nè, xe đưa đón, phương tiện vân vân, thì ta gọi là chọn gói, package tour. Now, ok. Nào, cô sẽ có cái từ kế tiếp, đó là từ return. Cô sẽ nối với cái từ nào? Return. Return, cô sẽ nối với từ nào? Nào, cô mời bạn Nguyên Vũ. Return, con sẽ nối với từ nào đây Nguyên Vũ? Return. Nguyên Vũ. Return, con sẽ nối với từ nào đây Nguyên Vũ? Với ticket. Ticket, return ticket. Vé khứ hồi. Vé khứ hồi. Nào bạn nào có thể hiểu cái vé khứ hồi là gì? Nào ai có thể giải thích cho cô cái vé khứ hồi là gì? Nào, vé khứ hồi là gì các con? Nào ai có thể giải thích cho cô cái vé khứ hồi? Nào Hu Khen, nào cô mời bạn bạn Tiên Yến nào. Con có thể giải thích cho cô cái vé khứ hồi là gì con? Vé khứ hồi là gồm có vé đi vào và vé trở về. Thì chúng ta gọi là vé khứ hồi có hai vòng luôn, vòng đi và vòng về. Ok, thank you, good job. Now, go on. Thế thì bây giờ cô sẽ có một từ nữa, từ source. Từ source. Cô sẽ nối cái từ nào trong cái phần này? Từ source.
Source. À, trong cái lập trình máy vi tính á, thì chúng ta sẽ có cái từ source, chúng ta sẽ nối với từ where. Software là phần mềm. Phần mềm. Đúng nào? Software là phần mềm. À, chúng ta sẽ có từ software là phần mềm. Ok. Software là chúng ta sẽ có từ software có nghĩa là phần mềm. Ok. Được chưa? Yes. Rồi và từ cuối cùng là từ round. Từ round, cô sẽ nối với từ nào? Từ chip, round chip. Round trip. Round trip. Round trip này có nghĩa là chuyến đi khứ hồi. Chuyến đi khứ hồi. Chuyến đi khứ hồi. Và chúng ta sẽ có từ chuyến đi khứ hồi. Rồi. Check now. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ người ta yêu cầu các con sẽ đặt câu. Nào. Chúng ta sẽ đặt câu. Được chưa? Đặt câu với một trong những cái từ này. Đúng nào? Thì bây giờ cô có thể đặt mẫu một câu thôi. Sau đó về nhà các con đọc đặt tiếp những cái câu này vô. Đúng nào? To operator. Rồi chúng ta sẽ đặt cái câu với cái từ đầu tiên. Đó là người điều hành tour. If there are any problem. Đúng nào? For example. Đây. If các con có thể ghi vô. If there are. If there are any problem, any problems. If there are any problems, nếu chúng ta có một vài vấn đề. If there are any problems, you should contact your tour operator. You should contact your gì con? Tour operator. Your tour operator. Cô đọc lại. Câu đầu tiên cô làm mẫu. If there are any problem. Biết biết không? If there are any problem, you should contact your tour operator. Nếu bạn có một cái vài vấn đề gì về cái tour du lịch thì hãy liên hệ đến cái người điều hành. Ok. Được chưa? Đó là cái phần 3 mà cô vừa mới hướng dẫn cho các con. Ok. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần trong cái phần này nữa. Không nào? Đó là cái phần grammar. Chúng ta sẽ đi qua phần 4. Nãy giờ là chúng ta đi qua phần từ rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần grammar. À, trong phần này người ta yêu cầu chúng ta tìm và phát hiện ra những lỗi sai. À, tất nhiên là chúng ta sử dụng an hoặc là không có mạo từ. Không nào? Vậy phần này người ta nói là tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau. Dùng mạo từ under hoặc mạo từ zero cho phù hợp. Mạo từ zero là không có. Vậy thì number What? My aunt and uncle Larson they stay in summer and visit friends in hotels in winter. Now, guess. Now, Yamin, please. Now, you can find and correct the mistake. Okay. Cô và chú tôi rất thích mặt trời. Họ ở lại Anh vào mùa hè. Và đã đi thăm bạn bè ở Australia vào mùa đông. Vậy thì chỗ này chúng ta thấy cái câu cần sửa là cái gì? Cái này tí nữa các con chỉ ghi cái câu sửa vào thôi nhé. Còn cái câu cái đề này các con không cần ghi. À, từ gì? À, như vậy con thấy cái từ sai ở trong câu này. Thứ nhất là cái từ. Từ gì? Bây giờ cô lưu ý nè. Cái gì duy nhất thì chúng ta phải dùng mạo từ gì? Cái gì duy nhất chúng ta phải dùng mạo từ gì? Đấy, cô nhắc lại. Nào Vi nào, thank you Yamin. Nào Vi. À đúng rồi, mặt trời là gì đấy? Mặt trời có phải duy nhất không?
duy nhất. Vậy thì chỗ này sai là sai, không có gì đấy. The. Đúng không nào? Ai có ý kiến gì không? Ai có ý kiến gì là vì sao ở đây cô dùng mạo từ the không? Bạn nào có ý kiến gì không? Duy nhất, chỉ có độc nhất vô nhị một cái thôi, thì ta phải dùng mạo từ the. Rồi, ai phát hiện ra lỗi sai nào nữa? Nào, bạn nào phát hiện ra lỗi sai? Nào, cô mời Nguyễn Vân. À, đúng rồi. Và cái chỗ này nữa nè. À, đây. In Australia, in winter. Oh, Australia là tên riêng rồi. Tên riêng rồi, nước thì là đâu có mạo từ the đâu con. Ví dụ như cô nói cô tên Thảo, cô có nói là the Thảo không nhỉ? Không. À, tên riêng. À. Tên riêng là không có dùng mạo từ the con nhé. Vâng nha. Ok, thank you. Cảm ơn con. Vậy thì xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông. Và chúng ta theo dõi thử có sai cái nào không nhỉ? Có sai cái nào không nhỉ? À, chỗ này chúng ta thấy là the sun. Và cái chỗ này, vì sao có chỗ yêu cây này người ta dùng mạo từ the? Bởi vì như cô nói rồi đó, the USA, bất quy tắc, phải học thuộc lòng. The king, phải học thuộc lòng. The USK, phải học thuộc lòng. Cái này vì nó có cái tính chất là vua chúa cho nên nó phải dùng mạo từ the. Rồi, nắm được chưa? Như vậy hai cái từ sai đó là gì? Đây là the sun nè, the USK nè. Rồi, ok. Now number 2, câu số 2. Not much you know about how brains work. Now, number 2. Chúng ta phát hiện ra lỗi sai cho cô. Toàn bộ cùng quan sát lên. Việc bộ não làm việc ra sao vẫn chưa được biết rõ ràng. Việc bộ não làm việc ra sao vẫn chưa được biết rõ ràng. Đâu. Cái việc mà cái bộ não làm việc ra sao này nè vẫn chưa được biết rõ ràng. Nào, who can answer my question? Con phát hiện ra cái chỗ này cái câu nào sẽ là sai? Nào, ai có thể trả lời cho cô? Sai ở chỗ nào? Nào, sai ở chỗ nào các con? Nào, who can answer my question? Now. Wow. Who? Ok. Now. Ai có thể phát hiện ra cho cô sai chỗ nào nào? Now. Cô đang chờ đợi những cánh tay của các con. Now. Now. Who can volunteer? Ai xung phong nào? Nào, cô mời bạn Nhật Anh nào? Nhật Anh. Con phát hiện ra sai chỗ nào con trai? My boy. À, chỗ này bạn nói là chỗ này bạn phải có cái từ the friend. Vì sao chỗ này bạn nói là the friend? Con người chúng ta có mấy bộ não nha? Con người chúng ta có mấy bộ não? Trong bộ não nó chứa à, trong cái đầu nó chứa cái gì? Nó chứa bộ não. Vậy thì bộ não nó có một cái hay hai cái? À, only one. Đúng rồi, bạn Quỳnh dơ một cái tay là chỉ có một cái thôi. Vậy một cái duy nhất thì lúc này con phải dùng mạo từ gì đây? The brain. Đúng chưa nào? Hiểu chưa? Rồi. Đấy, tiếp tục. Number 3. Bicycle is among the most efficient machines invented by men. Okay. Bicycle is among the most efficient machines invented. Nào, bây giờ chúng ta phát hiện ra sai chỗ nào? Sai chỗ nào các con? Suy nghĩ nha. Nào. À, có một cánh tay đưa lên rồi. Một cánh tay đưa lên rồi. À, chúng ta thấy là sao? Xe đạp là một trong số những phát minh hiệu quả nhất của con người. À, xe đạp là một trong số những phát minh hiệu quả nhất của con người. Nào, sai chỗ nào? Nào, khu khen. Một cánh tay giơ lên rồi đấy nhá. Rồi. Nào. Vậy thì con thấy nó ở chỗ này, con thấy nó có sai không? Sai chỗ nào nhỉ? Nào. À,
bicycle is among the most efficient machines invented by man. Now, con chỉ thấy con thấy là cái gì chỗ này sai chỗ nào? Bây giờ cô nói nè. Ô tô, xe đạp, xe máy. Không nào, nó thuộc về cái danh từ chung về từ loại là ô tô. Là nó nói riêng ra là loại ô tô. Vậy thì ô tô nói cái về chung của nó là cái loại ô tô. Xe đạp nói về chung của nó là xe đạp. Vậy thì nó chỉ có một loại duy nhất là gì? Xe đạp. Một loại duy nhất là gì? Ô tô. Vậy thì con thấy sai chỗ nào? Nào, phụ khen. Mỗi mình bằng Nhật Anh thôi à? Nào, giống như những cái câu trên cô nói thôi. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái gì? Nào, cô mời bạn nào giơ tay nào. Hả? Bạn nào nào? Nào, only Nhật Anh thôi à? Hả? Nào, cô mời bạn Nguyễn Vy nào. Ok, cô mời Nguyễn Vy. À, chỗ này con phải dùng là gì? The bicycle. À, vì sao ta dùng the bicycle? Bởi vì xe đạp nó chỉ có một loại thôi. Nói một loại duy nhất là gì? Xe đạp mà thôi. Phải không nào? À, cô đã gợi ý rồi, cho nên chúng ta hiểu rồi. Phải không nào? Go on. Number 4. Ray planned to launch expedition into interior of Australia. Okay. Now, go on. Now, nếu muốn một chuyến đi dài thì bạn phải chuẩn bị đầy đủ. Number 4. Họ lên kế hoạch triển khai một chuyến thám hiểm vào sâu Australia. Họ, friend, lên một kế hoạch, phải nào? Launch expedition, một chuyến thám hiểm vào sâu interior Australia. Nào, họ lên một kế hoạch thám hiểm đi vào sâu Australia. Vậy thì chỗ này chúng ta thấy cái nào cần phải lựa chọn? Nào, who can? Nào, who can? Nào, họ lên một cái kế hoạch thám hiểm đi vào sâu cái vùng Australia. Vậy thì chỗ này các con thấy cái điểm nào mà chúng ta cần phải chỉnh nào? Vì trong phần này người ta yêu cầu chúng ta là gì? Dùng mạo từ a and the, hoặc là không có dùng cái gì cả. Nào, who can answer my question? Nào, ta suy nghĩ đồng não một chút đi. Nào, ở đây cô nói rồi. À, chúng ta quay lại cái điểm ngữ pháp mà cô đã dạy trong tiết trước rồi. Nào, sao đây nhỉ? Sao đây các con? Nào, who can? Who can? Nào, Yamin, please. Can you do? Okay, bạn nói là cái chữ expedition này thành là an expedition. Good job, đúng rồi. Họ đã lên kế hoạch. Ok. Okay, an, ở đây con có thể dùng hai loại. Một là con dùng an hoặc the. Được chưa? Và con có thể dùng là the interior. Okay, good job. Now, if you want to go on a long trip, you should prepare properly for it. Nếu bạn muốn có một chuyến đi dài thì bạn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Now, who can? Now, who can? Now, who can answer my question? Yes. Very easy, I think so. Now, Yamin, please. Okay, good job. Rồi, bạn nói là đổi long trip thành a long trip. Anything else? Gì nữa không nhỉ? Gì nữa không? À, chỗ này chúng ta sẽ đổi là long trip này và chúng ta thêm vào mạo từ là a. Không nào? A long trip. Okay, good job. Thank you. Đấy, tập trung vô là cô thấy là học càng ngày càng tiến bộ lên. Ok, now number 6. Now the last sentence. Now, who can answer my question? Yes, I'm very interested in the history, especially history of Asian countries. Yes, I'm very interested in the history, especially history of Asian countries. Now, who can answer my question? Yes. Now, who can? Now,
Tôi rất là thích lịch sử, đặc biệt là lịch sử của các nước châu gì? Châu gì? ASEAN là châu gì các con? À, châu Á. Vậy thì chỗ này các con thấy là mình có cần chỉnh sửa cái gì không nhỉ? Nào, mình có cần chỉnh sửa cái gì không? Cô mời bạn Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh, con có cần chỉnh sửa gì không nhỉ, con gái? Nào. À, chỗ này con phải chỉnh sửa chứ. Đấy, tôi rất là quan tâm đến lịch sử. Thì chỗ này con không có dùng là the nữa, mà con chỉ dùng history thôi, vì nói về lịch sử mà. Được chứ nào? À, nói về cái bộ môn gì đó, đúng không? Thì chúng ta không nói là the lịch sử nữa, mà chúng ta để không thôi, in history. Và cái riêng cái chỗ này, vì sao cái chỗ này cô lại dùng mạng từ the? Bởi vì nó là cụm danh, danh từ. Đúng nào? Cho nên cô dùng mạng từ the history of. Hiểu chưa nào? Cụm danh từ. Cho nên chúng ta phải dùng mạng từ the. Và bởi vì lịch sử ở câu trước nó đã nhắc lại rồi, nó đã đề cập rồi, cho nên câu sau nó chỉ việc nhắc lại. Ok. Ok, go on. Now, the last. Now, bây giờ chúng ta yêu cầu phần này là gì đây? Chúng ta sẽ sao? Viết lại câu. Sao cho gì? Cái ngữ nghĩa của nó không thay đổi. Phải không nào? Vậy thì chúng ta thấy bắt gặp câu đầu tiên đây là ở dạng gì nào? À, đây là ở dạng câu cảm thán. Phải chưa nào? Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết cho cô nào. Nào. Nào, who can? À, chuyến đi này tệ quá. The journey was terrible. Ok, the journey was terrible. Thì chuyến đi này tệ lắm. Làm sao? Vậy thì cô sẽ dùng cái gì nào? Cô sẽ dùng cái gì để cô đặt câu nào? Nào, who can answer my question? Nào, cô nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được cái bài tập này. Không nào? Cô tin tưởng ở các con. I believe in you. Ok. Yes. Now answer my question. I believe in you. Cô tin vào các con là các con sẽ làm được bài tập này. Nào. Ok. Nào. À, chúng ta nhớ lại cái câu cảm thán. What's up, hợp ơn cộng tính từ cộng danh từ. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chuyển như thế nào? Nào. Nào, who can? Cô sẽ chờ đợi những cái cánh tay của các con giơ lên nào. Nào. Ok, ok. Nào. Nào. Nhớ cho cô là chủ ngữ nè, what nè, cộng ơn nè, cộng tính từ nè, cộng danh từ. Đối với dạng câu này, các con nhớ cái công thức đó cho cô và các con sẽ chuyển. Ok, now who can? À, cô mời Nguyễn Vũ please. Nào, cô mời Vũ nào. Chỗ này con sẽ đặt câu như thế nào Vũ nha? My son. Ok. Bắt đầu là gì hả mẹ? Hả? Ok, what? Ok, what gì con? Ok, good job. What a terrible journey is. Không nào? It was. À, chuyến đi này khủng khiếp lắm. Làm sao? Good job, thank you. À, cô thấy là bạn Vũ là mấy ngày gần đây là bạn có tiến bộ rõ rệt đấy. Không nào? Chúng ta cần phát huy. Ok, now number two. Our hotel was lovely. It was by the sea. Và dùng cái từ stay. Dùng từ stay. Nào, who can? Ok, good job. We stay at a lovely hotel by the sea. Ở đây con đã sử dụng lại cái động từ stay. Đây, chúng tôi đã ở tại một khách sạn dễ thương cạnh bờ biển. We stay at a lovely hotel by the sea. Ok, thank you. Now number three. Now number three. Now. À, bắt đầu từ gì? The. Now, who can? Who can? Ok. À, chúng tôi xem một cái chương trình thú vị ở trên TV vào ngày hôm qua. Ok, Gia Minh. Ok. À,
the program I watched yesterday was interesting. Good job. À, cô thấy là bạn Gia Minh là rất là có tiến bộ, phải không nào? À, trong những cái bữa trước thì cô thấy là bạn bạn chưa làm tốt những cái bài tập cô giao, nhưng mà bây giờ cô thấy là bạn có tiến bộ, phải không nào? À, chúng ta cần phát huy lên nha. Ok. Now number four. The guitar my friend had just bought EO. À, các con dùng an cho cô. Now, who can answer my question? Cô sẽ chờ đợi những cái bạn khác nào? Cô chờ đợi những cánh tay của những bạn khác nào? Ok. À, ngoài bạn Gia Minh nè. Rồi ai nữa nè? Ok. Gia Minh, please. My friend had just bought an old guitar. Thank you. Good job. Okay. Now, the last sentence. Câu cuối cùng. Người ta yêu cầu chúng ta dùng từ cheap. Oh, good job. Okay. Now, Gia Minh. Okay, she needs to go on a business trip to Kyoto. Good job. Giỏi. Okay. Now you can take note. Bây giờ chúng ta sẽ viết những cái câu mà chúng ta vừa làm vào vở cho cô. Được chưa? À, sau khi chúng ta viết xong thì toàn bộ sâu bài lên để cô kiểm tra xem thử hồi nãy giờ chúng ta đã viết những cái gì mà cô đã dạy. Hả? À, gửi qua Zalo đi. Gửi hết qua Zalo cho cô. Chụp hình gửi qua Zalo. Ok. It's in time to say goodbye. Tiết sau các con sẽ được học bài số 9, phải không nào? Chủ đề về English speaking. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sau đó chúng ta chụp hình gửi hết toàn bộ qua Zalo cho cô nha. Bây giờ ta giải lao một chút xíu rồi ta qua môn khác.